Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VitaShop. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách treo, sẽ treo karaoke lên tường. Thì cái tường thì mình đối với chiều cao khoảng 3m thì mình xuống từ trên trần xuống khoảng 40 là cái mặt trên của trái treo. Và nếu mà tường ngang thì thường thường nó sẽ ra khoảng từ bên tường nó ra với cái điểm bắn thì khoảng là 40, nhưng tại đây ở đây có một cái đường dây điện thì mình sẽ ra là 50 để tránh đường dây điện và đánh dấu sáu lỗ. Khi khoan thì mình nên khoan khoan giữ cái góc tay khoảng 90 độ. Khi bạn khoan tường thì nên bạn chuyển qua chế độ 2 là vừa khoan vừa đục tường. Ốc đủ vô 6 điểm. Điểm nào vô rồi thì bạn bạn ốc để nó điểm nó giữ lại cái giá treo của mình. Chuyển qua chế độ 2, không bít. Đó. Và nãy là có 3 cây thì nó bị loại ngoài thì bắn. Nhất vừa tay cần tới thôi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách treo đúng cái ra và đúng ra luôn. Thì đầu tiên đây chuyển dọc sau la nó sẽ ghi là chữ R chữ L. R là right. Thì tương ứng là bên tay phải. Trên la sẽ là đỏ, tương ứng vàng, tay trắng là tương ứng với màu đen. Mặt mà cái treo một tay đỡ. Một gồm bạn luôn luôn phải bật lên trên, một tay giữ, một tay bỏ lên đền. Bật lên đền vào. Bật ốc sáng 13 vào. Rồi bung ra. Lúc này bạn cầm một cái khóa 13, một tay giữ trước đầu. Bật thật chắc. Ngang và lúc này là bắt đầu mình phải bật một cú xuống lại. Và nghiêng cái loa cho nghiêng cái loa xuống mặt đất khoảng 15 độ. Quay ra mặt sau loa, gắn dây loa thì chỉ vàng sẽ là cái phần màu đỏ. Còn dây trắng, cái phần màu đen. Đây là hoàn thành xong cho một cái loa. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và coi mua hàng giới thiệu đến shop mình với.